Xin được chào mừng các bạn. Chúng ta gặp nhau trong một livestream với chủ đề là xung đột, mâu thuẫn vợ chồng và làm cách nào thì ta hóa giải được điều này để chúng ta tránh được cái nguy cơ đổ vỡ. Đây là một chủ đề khá quan trọng và tôi mới được gợi ý gần đây của một người học viên. Chị bay từ Mỹ về và chị nói rằng những cái chủ đề anh nói nó rất hay rồi và rất thấm thía. Vậy thì cái chủ đề về hạnh phúc gia đình anh có nói không? Và đây là chủ đề mà rất nhiều người sẽ quan tâm. Và tôi nghĩ rằng đúng rồi, cái chủ đề thiết thân như này vì sao mà mình lại không nói. Cho nên hôm nay thì tôi mới đặt ra một chủ đề là xung đột vợ chồng và cái cách chúng ta hóa giải. Và cũng xuất phát từ chiều nay, cũng có một phụ nữ đến văn phòng làm việc của tôi và chị muốn trị liệu để hóa giải cái mâu thuẫn về gia đình. Và chị cho biết rằng cái nỗi bất an về cuộc sống gia đình, đặc biệt là đối với người chồng của mình, nó xảy ra đến 16 năm nay rồi. Và bây giờ thì chị mới mạnh dạn đi để tìm hiểu để giải quyết, bởi vì cái bất an này đến mức mà chị không chịu nổi nữa rồi. Đây là một chủ đề rất quan trọng. Và tôi muốn rằng các bạn, những người phụ nữ của gia đình, những người mẹ, các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình. Nếu các bạn thấy rằng đâu đó trong những cuộc chuyện trò của mình, bạn mình cũng đã than thở về vấn đề hạnh phúc gia đình, bạn bè cũng đã than thở về cái mâu thuẫn nó đã bắt đầu nảy sinh, thì tôi muốn các bạn hãy chia sẻ đến những người bạn của mình. Biết đâu đó trong cái buổi livestream chia sẻ này thì tôi sẽ giúp được ai đó có thể hiểu ra vấn đề rồi hóa giải được vấn đề. Và điều này thì nó có ý nghĩa quan trọng vô cùng, bởi vì hạnh phúc gia đình nó không chỉ liên quan đến cá nhân chúng ta mà nó còn liên quan đến rất nhiều người, đặc biệt là những người thân yêu của chúng ta, ví dụ như là bố mẹ nội ngoại của hai bên, ví dụ như là những đứa con, tâm hồn chúng còn rất là non nớt và chúng không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Và nếu như cái chuyện đổ vỡ gia đình mà xảy ra mà nó không thể hiểu biết được điều đó là gì thì đấy là cái tổn thương hay là cái nỗi bất hạnh khủng khiếp đối với những đứa trẻ. Bây giờ tôi muốn hỏi thì theo các bạn thì mâu thuẫn gia đình nổ ra có những cái diễn biến nó như thế nào? Các bạn sẽ cho tôi biết. Và theo quan điểm của các bạn thì vì sao mâu thuẫn vợ chồng nó lại nổ ra như vậy? Tại sao mâu thuẫn vợ chồng lại nổ ra? Bởi vì những cái cuộc khảo sát xã hội học thì càng ngày càng cho thấy rằng tỷ lệ mà ly hôn của người trẻ thì đang ngày càng gia tăng, trong khi thì nhận thức xã hội thì tăng lên và tỷ lệ ly hôn cũng lại gia tăng theo. Phải chăng là càng hiểu biết thì cái nguy cơ hạnh phúc gia đình nó lại càng xảy ra, càng hiểu thì chúng ta càng nghĩ rằng không thể sống được với nhau chăng? Nào, các bạn cho tôi những cái câu hỏi, cho tôi những cái diễn biến để tôi có cảm hứng, để tôi có những chất liệu để tôi có thể nói chuyện với các bạn. Bạn Hảo Dung đã bắt đầu rồi đấy. Mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Chính xác rồi. Những điều nhỏ nhặt. Các bạn nhớ tôi điều này này. Để làm được những điều vĩ đại thì chúng ta phải bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Vậy thì các chị có nhớ, có thấy cái điều này nó tương đồng không nào? Để cái mâu thuẫn nó trở nên vĩ đại thì nó lại bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Và một bạn Hảo Dung cho biết là mâu thuẫn vợ chồng thì bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Nó còn xuất phát từ đâu nữa các bạn? Chúng ta phải nhìn rõ, nhìn thấu đáo những căn nguyên, những cái nguy cơ, rồi ta mới nhìn thấy, rồi một lát nữa chúng ta phải động não các chị. Chúng ta bắt đầu phải kích hoạt cái não mình lên. Rồi một lát nữa thì cái chủ đề tôi chia sẻ với anh chị chúng ta, rồi cái giải pháp tôi chia sẻ với các anh chị chúng ta, thì chúng ta mới sẵn sàng để mở, để đón nhận
và để chúng ta bắt đầu hành động. Hai bên đều nhìn vào điểm xấu của nhau, tích lũy dần dần nhiều lên. Chính xác, bạn Dung Hào hay bạn tất cả mọi thứ đều là sự tích tụ, sự tích tụ. Mà thế thì cái nguyên lý của con người, cái nguyên lý nhận thức, cái nguyên lý cảm xúc của con người ấy, nó giống như cái việc là chúng ta nhận thức về xã hội này, nhận thức về cuộc sống cá nhân chúng ta này. Cái điểm tốt thì chúng ta rất ít dung dưỡng, nuôi dưỡng nó, rất ít để ý nó và tích lũy nó để nó sinh sôi nó nảy nở. Còn lại thì cái điểm tiêu cực ấy, thì ta lại hết sức chú ý. Cho nên chúng ta thấy một luật tập trung là gì? Bạn tập trung vào cái điều gì thì cái đó nó mở rộng trong não bạn, nó mở rộng trong tư duy của bạn, nó mở rộng trong suy nghĩ của bạn. Nếu bạn cứ tập trung vào đó. Vậy nếu chúng ta cứ tập trung vào những điểm xấu của nhau, thế thì ít cũng thành xít ra nhiều. Các cụ chúng ta đã nói rằng yêu nhau thì củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì củ ấu từ tròn thì cũng thành vuông. Bạn là chuyên chu là vì cái tôi của mỗi người, tuyệt vời, rất là thích. Rồi, bạn Minh Tâm, mâu thuẫn vợ chồng còn xuất phát từ vấn đề tài chính nữa. Đúng rồi, chính xác các bạn. Và quan điểm cá nhân tôi thì tôi thấy rằng có đến 80-85% mâu thuẫn vợ chồng nó có nguyên nhân xuất phát từ tài chính, từ vấn đề tài chính, từ sự eo hẹp về tài chính, từ sự khốn khó của gia đình. Nó bắt nguồn từ cái đó, rồi sau đó nó mới lan ra và bắt đầu chúng ta mới nhìn cái thứ khác dường như nó nặng hơn thì phải. Tiền không phải vấn đề, mà vấn đề là nặng nề về mâu thuẫn thì phải. Nhưng chúng ta đã nhìn nhầm mất rồi. Cái thứ mà nguyên nhân nó nhiều nhất thì lại là vấn đề tài chính. Tài chính. Thế rồi sau đó, khi tài chính không trở thành vấn đề rồi, thì cái sai lầm của chúng ta là đã không gia tăng cái sự hiểu biết của mình để nhìn nhận. Thứ nhất là khi chúng ta có hiểu biết thì chúng ta dễ dàng giải quyết được mọi vấn đề. Nhìn mọi vấn đề nó một cách chủ động, để thứ nhất là nó chưa kịp tới, chúng ta đã biết nó là gì để hóa giải rồi. Và thứ hai, nó tới thì ta biết cách giải quyết như thế nào để nó có một cái kết quả tốt nhất. Thì dù sao đi nữa, nó cũng có cái nguyên nhân xuất phát từ chính chúng ta, từ chính cái tôi của sự thiếu hiểu biết. Cho nên chúng ta là thay vì chúng ta hóa giải thì chúng ta càng đẩy nó lên. Và chính chúng ta còn không nhận thức được rằng trong lòng chúng ta thì rất muốn hóa giải, giải tỏa nó. Nhưng cái hành động ở ngoài thì lại làm gia tăng cái mâu thuẫn. Hành động ở bên ngoài thì lại làm gia tăng mâu thuẫn. Mà chúng ta lại cứ đang tưởng rằng chúng ta đang tìm cách hóa giải nó. Chúng ta sinh ra trong cuộc sống này thì ai cũng muốn khát khao và mong cầu một cuộc sống hạnh phúc, có một gia đình hạnh phúc. Rồi thì vì rất nhiều vấn đề khác nhau, mỗi người mỗi cảnh, và cái diễn biến của tình hình gia đình, diễn biến hạnh phúc gia đình, nó diễn biến theo nhiều chiều khác nhau và nó bị tác động, nó bị va đập bởi những cái tác động khác nhau trong cuộc sống. Ví dụ như là vấn đề tài chính, ví dụ như vấn đề mối quan hệ, ví dụ như vấn đề là thất vọng về một điều gì đó, vấn đề như là ứng xử một điều gì đó không đẹp rồi tích tụ nhiều, rồi là vấn đề chúng ta nhận ra nhau có cái tính như là người phụ nữ nhận ra người đàn ông bắt đầu cái tính vô trách nhiệm trong gia đình, nhận ra người đàn ông là bắt đầu có cái tính gia trưởng rồi vũ phu, rồi là có những cái ứng xử nó không đúng mực. Thế rồi thì người đàn ông thì lại nhìn người phụ nữ là bắt đầu cảm thấy có vẻ đảnh đoạt, có vẻ chảnh mạng, có vẻ như là đối nội đối ngoại nó không được hài hòa giữa hai bên. Tụ chung lại thì chúng ta bắt đầu
Khi trong ta bắt đầu tích tụ những cái điểm đó thì chúng ta bắt đầu tập trung nhiều hơn. Và chúng ta ngày ngày phán xét, ngày ngày nhìn vào nó, soi vào nó với một cái mong muốn rằng là người kia phải cải thiện đi. Và trong cuộc sống hàng ngày chúng ta biểu hiện bằng nhiều cách để mong rằng người kia cải thiện để làm cho hài lòng mình. Ví dụ như là chúng ta làm mặt lạnh như tiền, hoặc là chúng ta làm cái khuôn mặt nó giận giận tím tái lại và không nói gì cả, hoặc là chúng ta không chịu nổi nữa thì chúng ta có những cái câu câu nói bóng gió, câu nói cạnh khóe, câu nói châm chọc, câu nói khích bác. Thế thì ẩn dưới những điều đó là gì? Là một cái mong muốn, một cái mong cầu rằng người kia hãy thay đổi dùm tôi với, thì cái không khí gia đình này nó sẽ không bị như vậy. Đấy, ẩn dưới cái hành vi, ẩn dưới cái thái độ, ẩn dưới những cái ngôn từ mà chúng ta châm chọc nhau với một cái mong muốn là anh hay là chị đừng làm như thế nữa thì tôi sẽ không cáu bẳn như thế này. Nhưng mà các bạn có thấy cái điều đó là thực sự là vô lý không? Thực sự là vô lý không? Bởi vì chúng ta soi lại bản thân mình, chúng ta không muốn bị người ai, bị người khác mắng vào mặt mình và nói rằng là mày phải thay đổi đi, bởi vì mình là cái thứ này này, phải thay đổi đi. Chúng ta có dễ chịu để thay đổi khi nhận những cái lời khích bác, nhận những cái lời châm chọc đó không? Hay là chúng ta sẵn sàng là xù lông xù cánh lên để đối đáp lại điều đó, thậm chí còn làm ngược lại điều đó luôn? Thì đấy là cái bản tính cố hữu bản chất trong việc bảo vệ bản thân mình mà thôi, bảo vệ bản thân mình. Rồi thì tất cả chung quy những cái ứng xử như vậy, và chúng ta bị vô tình đã đẩy những cái cơn mâu thuẫn, đẩy những cái bất đồng lên một tầm cao mới, thì nó chung quy lại một chữ này thôi: thiếu sự hiểu biết. Thiếu sự hiểu biết về chính mình, thiếu sự hiểu biết về người khác, thiếu sự hiểu biết về cái quá trình vận động và diễn biến của các mối quan hệ, của đời sống vợ chồng, đời sống gia đình. Và bây giờ các bạn hãy chú ý, chúng ta bắt đầu vào chủ đề chính. Theo quy luật mà nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu thì cái hạnh phúc gia đình nó cũng diễn ra theo một tuần tự như vậy. Đó là nó có 7 giai đoạn. Có 7 giai đoạn trong hạnh phúc gia đình. 7 giai đoạn có thể dẫn đến xung đột. Nếu chúng ta không hiểu để mà chúng ta hóa giải ngay lập tức thì cứ tuần tự nó dẫn từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4, giai đoạn 5, giai đoạn 6, giai đoạn 7. Và cuối cùng là thảm kịch nó sẽ xảy ra. Thảm kịch xảy ra. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi từ đầu. Trong 7 giai đoạn này thì cái giai đoạn đầu tiên, giai đoạn đẹp đẽ nhất, đó là giai đoạn gọi là tuần trăng mật. Giai đoạn tuần trăng mật. Ai đó trong các bạn sẽ ghi chú cho tôi, giúp tôi ạ. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tuần trăng mật. Giai đoạn này là giai đoạn như thế nào? Giai đoạn này là giai đoạn mà hai người trẻ gặp nhau và cái tiếng sét ái tình nó nổ ra. Chúng ta bị cảm nắng với nhau bởi từ một ánh nhìn, từ một giọng nói, từ một cái động chạm, từ một cái hành động động đẹp, một cái hành động đẹp, và chúng ta bắt đầu từ đó. Thế rồi thì chúng ta bắt đầu để ý và hai người bắt đầu quan sát nhau. Và lúc này thì cái hay ở lúc này là toàn nhìn thấy nhau ở những điểm tốt thôi. Tên người ta gọi là tuần trăng mật, bắt đầu từ yêu nhau. Bởi vì sao? Bởi vì từ hai người này bắt đầu yêu nhau và bắt đầu dàn trận để chiến đấu với nhau, chiến đấu trong nháy nháy. Nghĩa là gì? Nghĩa là ở một cuộc gặp nào đó có hai người bắt đầu thích nhau và bắt đầu xin số điện thoại của nhau, bắt đầu làm quen, xin số điện thoại và về nhà bắt đầu nhắn tin, rồi sau đó thì bắt đầu mời nhau hẹn gặp. Và hai người thì rất hào hứng với cuộc hẹn này. Rồi sắp đến cái cuộc hẹn, nếu là ngày đi làm đi chăng nữa, thế thì mắt trước mắt sau này rất hay nhìn đồng hồ rằng sao hôm nay ngày nó lại trôi chậm thế, để đến cái giờ mà hẹn buổi tối. Rồi thì khi chuông đồng hồ vừa báo rằng hết giờ rồi, thế là cả hai người lao ra khỏi cơ quan và về nhà. Người con trai thì tắm rửa sạch sẽ, quần áo là lượt ngon lành, chuẩn bị đặc biệt là chuẩn bị cái ví tiền
để nó khỏi bị quê, nếu như có cái câu chuyện rằng là tiêu có hơi quá một chút vào một cái quán nào nó hơi đắt một chút thì không bị quê cái điều đó. Thế còn người con gái thì cũng la về, rồi cũng tắm rửa, rồi cũng trang điểm, rồi quần nọ áo kia, rồi là cái sắc này có vừa với cái bộ quần áo này không, cái đôi giày đôi dép này nó có hợp với cái bộ này không, rồi nhìn trước ngó sau, rồi khi hài lòng khi yên tâm rồi thì mới bắt đầu xuống cầu thang để đến điểm hẹn. Thế rồi thì người con trai đến đợi người con gái, à, nhắn tin cho nhau hay gọi điện cho nhau là anh đến rồi đó, hay người con gái giờ chờ em một chút, thì lúc đấy mới lại cuống cuồng rồi làm bất cứ điều gì nữa để so sánh cái này so sánh cái kia. Thế rồi thì quá giờ khá là lâu rồi bắt đầu mới xuống đến cầu thang để gặp người con trai. Rồi lúc đó thì nói rằng trời em xin lỗi, em chuẩn bị lâu quá. Thì người con trai lúc này thì lại rất là hào phóng nói rằng là ồ không vấn đề gì, không vấn đề gì. Trời, anh đợi em cả đời còn được nữa là 1 tiếng đồng hồ chả sao cả. Và cả hai cười rất là vui vẻ để đến cái nơi tác chiến. Đó là quán cà phê, đó là một cái buổi chiếu phim hay là dự một buổi sinh nhật của ai đó chẳng hạn. Và hai người ngồi bên nhau rất là hạnh phúc. Đây được gọi là tuần trăng mật. Đến với nhau rất là đẹp. Bởi vì gì? Tắm rửa sạch sẽ, quần áo đẹp đẽ. Thế rồi đến với nhau thì cười nói. Tất cả chẳng có một cái điểm xấu nào trong thời gian này, trong cái tư duy của hai người cả. Nhìn nhau thì câu nói nào cũng đáng yêu. Cái nụ cười nào trông nó cũng đẹp. Ánh mắt nào trông nó cũng đắm đuối. Và cái câu nói nào cũng thấy rằng là rất là thông minh. Thế rồi thì tan cái cuộc chiếu phim, tan cái điểm hẹn đó thì vẫn còn sớm, thì hai người có thể mời nhau vào quán cà phê để nói chuyện. Rồi trong cái điệu nhạc du dương, trong cái ánh đèn mờ ảo thì người con trai bắt đầu được dịp thể hiện cái nam tính của mình. Và người con gái thì tay bắt đầu trống này, bắt đầu mắt chớp chớp, ngưỡng mộ nhìn người con trai. Và một bên thì nghe cái âm thanh hùng hồn của người con trai chém gió, còn bên tai kia thì bắt đầu nghĩ rằng đây thực sự là người con trai của đời mình. Rồi người con trai trong lúc hùng hồn nói chuyện để thể hiện cái chất anh hùng của mình thì nhìn người con gái lắng nghe mình chăm chú, thì trong đầu nghĩ rằng là ồ đây là người con gái tuyệt vời của gia đình mình đây. Bởi vì cái người vợ hiền dịu như này thì sẽ đẻ ra những đứa con hiền dịu và chịu khó lắng nghe thế này thì gia đình sẽ êm ấm vui vẻ cửa nhà đây. Thế là hai người cứ miên man với những cái trận chiến thắng của mình. Thế là quyết định, họ sẽ quyết định. Đây là người đàn ông và đây là người đàn bà của đời mình. Rồi cho đến khi muộn rồi, hai người bắt đầu gọi nhau tính tiền. Giả sử rằng cái chi phí của buổi uống nước đấy đó là 170.000 chẳng hạn. Thế thì người đàn ông sẽ rút tờ 200 ngàn ra và bắt đầu là trao cho người người phục vụ, thì lại nói rằng là thôi không cần thối lại đâu, không cần trả lại tiền này đâu. Thế và người con gái lúc này thì thôi một cái đòn nữa sướng mê đi, rằng là anh này tuyệt vời thật, đúng là rất là biết chơi, không thế là anh này về sau thế thì sẽ không bị đo lọ nước mắm đếm củ dư hành, không có bị cặt xỉ, rồi không có bị gọi là chặt chẽ quá trong chi tiêu. Thế là hai người mới miên man với niềm sung sướng đó và bắt đầu họ đồng ý là cưới nhau. Họ cưới nhau. Thế rồi thì những cái giai đoạn đầu nó vẫn là tuần trăng mật. Người con gái thì muốn về sớm hơn để thể hiện mình nấu những món ăn cho gia đình nhà chồng, hay là nếu ở riêng ngay lập tức thì muốn về là đi chợ để nấu nướng những món ngon để hai người cùng thưởng thức ẩm thực. Người con trai đi làm rồi cũng về sớm hơn, không la cà đâu cả, về thì ngắm vợ mình nấu cơm, đứng đằng sau thì ngắm cái eo nó đẹp đẽ như thế nào, ngắm cái bước đi uyển chuyển của vợ mình trong bếp thế nào, tự thưởng rằng mình khá là thông minh khi lấy được người đàn bà này. Thế rồi thì thấy chờ đợi lâu quá thì cũng bật cái tivi lên xem, rồi là dở một cái gì đó lên xem. Người con gái thì nhìn thấy và anh cũng là người có chí tiến thủ, lúc rảnh rỗi thì cũng biết đọc sách cái này rồi nhìn cái kia rồi, mở mang về tri thức. Cái giai đoạn này thì hai người rất là hào hứng bởi vì nó vẫn là tuần trăng mật. Thế rồi cái giai đoạn tuần trăng mật này nó cứ êm ái, nó trôi đi như vậy và chúng ta bắt đầu quen dần cái việc là rồi đằng nào cũng phải trở về nhà, rồi ngày nào cũng ngắm cái lưng đấy, ngày nào cũng cái nhịp điệu sống như vậy. Và chúng ta bắt đầu cầu thả dần với lại những cái cầu thả dần với những cái nỗ lực để chinh phục nhau, cái nỗ lực để đẹp trong mắt nhau. Mọi thứ bắt đầu tuềnh toàn dần, áo quần cũng tuềnh toàn dần, rồi là cơ thể con người vệ sinh nó cũng tuềnh toàn dần. Và khi đó thì hai người bắt đầu là ôi vợ chồng rồi,
cần gì phải lo lắng chuyện gì nữa, thôi không cần phải khách sáo nữa, không cần phải hò hẹn đi chơi, không cần phải gì nữa. Nhưng đây vẫn là giai đoạn trăng mật nên vẫn rất là vui. Rồi cho đến lúc mà mọi chuyện nó bình thường hóa rồi thì bắt đầu nó bước sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2. Giai đoạn 2 được gọi là bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng. Các bạn sẽ nốt lại giúp tôi là giai đoạn bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng đây là giai đoạn mà hai người bắt đầu tập trung vào để lo toan cuộc sống gia đình. Và ai lo việc của người đấy, tất nhiên là vẫn vui vẻ. Bạn cùng phòng thì đương nhiên là vui vẻ, vẫn giữ ý với nhau và vẫn vui cười, vẫn hợp tác với nhau rất là vui vẻ. Và đối với cuộc sống vợ chồng ở giai đoạn này thì chúng ta về chúng ta chung nhau cái wifi, chúng ta về chúng ta chung nhau cái bát đũa, chung nhau cái ấm chén, chung nhau cái giường, chung nhau cái máy giặt, chung nhau cái tivi. Nó gọi là bạn cùng phòng mà. Những cái cảm hứng lãng mạn, những cái sự yêu chiều, những cái ngắm nhìn đê mê nó không còn nữa. Nó bắt đầu đưa về cái trạng thái bình thường, đó là bạn cùng phòng và chung nhau tất cả vật dụng. Thế rồi tập trung vào làm ăn để kiến tạo một gia đình thịnh vượng. Nhưng rồi thì với cái trí tuệ của người trẻ, với cái hiểu biết của người trẻ, bắt đầu lao ra ngoài để kinh doanh, lao ra ngoài để làm thêm làm nền, thì mọi chuyện đã không thuận, mọi chuyện đã không thuận và bắt đầu có những cái áp lực. Và khi có áp lực ở ngoài thì bắt đầu về nhà, bắt đầu thể hiện cái thái độ, bắt đầu thể hiện cái ngôn ngữ. Và khi cáu trong người thì bắt đầu nhìn mọi thứ nó không còn đẹp đẽ, nó không còn lãng mạn nữa, mà bắt đầu cũng cảm thấy về nhà cũng thấy cáu giận những cái gì mà nó không vừa ý. Cơm muộn cũng cáu giận, không có nước lọc để uống mà mình khát cũng cáu giận, quần áo mà để luộm thuộm cũng cáu giận. Tất nhiên là nói chung là tất cả những gì cũng có thể cáu giận. Ví dụ mình đang ăn cơm khô mà bây giờ vợ nấu cơm nát cũng khó chịu. Rồi mọi thứ, ví dụ như là cơm nhạt rồi canh nhạt rồi thế nào đó thì đều gây ra sự khó chịu nếu như câu chuyện ở ngoài khó chịu. Vậy thì cái thể hiện khó chịu này thì bắt đầu cũng lan truyền sang người bạn của mình, người bạn đời. Người bạn đời cũng có cái lý của mình lúc này. Rằng mà tôi cũng đi làm như anh, rồi tôi về tôi phải nấu cơm. Và bây giờ tôi nấu cơm bưng ra đây rồi, bê ra đây rồi mà anh lại làm mặt nặng mày nhẹ thế này thì không hiểu là anh là cái người gì. Thế nhưng mà cái giai đoạn bạn cùng phòng này này thì cái mức độ mà suy nghĩ bắt đầu cảm thấy không hài lòng với nhau nó nhẹ thôi. Bởi vì bạn cùng phòng thì vẫn nín nhịn được. Tuy nhiên thì cái điều này nó không được cải thiện, bởi vì không ai nói cho ai biết về cái hơi hơi răm răm khó chịu của mình. Và bắt đầu nó bước sang giai đoạn thứ ba. Vợ chồng bắt đầu bước sang giai đoạn thứ ba được gọi là giai đoạn tổn thương. Giai đoạn tổn thương. Giai đoạn tổn thương là bắt đầu bước tiếp theo, bước chuyển của giai đoạn bạn cùng phòng. Bắt đầu là cái áp lực cuộc sống nó nặng nề hơn. Mọi thứ bắt đầu nó xảy ra thua lỗ thiếu hụt. Và bắt đầu về nhà cảm thấy âu sầu buồn tủi. Và khi bắt đầu kể lại cái chuyện thua lỗ thiếu hụt rồi là bị những vấn đề gì ngoài cuộc sống với người kia, người bạn đời của mình, thì không nhận được sự thông cảm mà ngược lại thì lại nhận được những cái ánh nhìn nó không không đẹp, nó không thiện cảm và dường như là chê trách. Ví dụ như chê trách, bạn thấy chưa, bảo thì không nghe, rồi là bảo thì không nghe này, rồi là anh dốt lắm, làm gì nó phải cẩn thận chứ. Thế là người nọ bắt đầu dạy người kia. Thế thì nói nhiều đến cái mức mà người kia bắt đầu phát bực trong người. Nhưng mà giai đoạn này thì vẫn nín chịu, bởi vì giai đoạn đây là giai đoạn tổn thương. Những cái chuyện không đâu ngoài xã hội cũng mang vào nhà để bắt đầu bàn, bàn rồi bắt đầu nổi lên cãi nhau. Bởi vì trong mỗi người đã bắt đầu tích lũy những cái thứ không hài lòng với nhau rồi, sẵn rồi. Thế bây giờ thì chuyện không đâu mang về mà không đồng ý, bất đồng quan điểm cũng nổ ra cãi nhau. Thế mà khi cãi nhau xong rồi mà không được giải quyết rõ ràng thì bắt đầu tích lũy cái hậm hực vào trong người. Cái bản chất con người chúng ta là luôn luôn muốn thắng thua, luôn luôn muốn hơn nhau. Ai đó sai, ai đó lỗi cái điều gì thì người này cứ muốn nói thật đau và nói thật chừa đi. Còn người kia, vì đây là giai đoạn vẫn cứ nín nhịn nhau cho nên cứ im lặng mà chịu trận. Nhưng cái im lặng mà nuốt vào trong đó thì đây là giai đoạn thứ ba, nó gọi là giai đoạn tổn thương. Hai người bắt đầu làm tổn thương nhau. Hai người bắt đầu làm tổn thương nhau
và có trận thì nặng, có trận thì nhẹ. Vấn đề tài chính nó cũng đổ sập ở đây. Vấn đề đối xử với ông bà nội ngoại hai bên như thế nào đó, ma chay cưới xin dỗ chảm Tết nhất nó cũng nổ vào đây. Vấn đề là đối xử với bạn bè nhau, anh chị em của nhau nó cũng nổ ra từ đây. Thế mà chúng ta không được những cái giải quyết, những cái lý giải thấu đáo cho nhau. Cho nên là mỗi người ôm ấp một cái quan niệm, mỗi người ôm ấp một cái kết luận và kết luận về người bạn đời mình, như thế là không được. Như thế là không được. Như thế là sai. Và chúng ta mang cái mối ấm ức đó lại nuốt vào bên trong. Nuốt vào bên trong. Thế thì giai đoạn 3 là giai đoạn tổn thương này cũng không được giải quyết. Bởi vì chúng ta có hiểu gì đâu, chúng ta không nhận thức được về bản thân mình là ai, tại sao lại nói cái ngôn ngữ như này, tại sao lại có cái thái độ như thế này, tại sao lại có cái ứng xử như thế này mà. Chính chúng ta còn chưa hiểu về mình như vậy thì làm sao có thể hiểu được người khác. Cho nên chúng ta mang cái phản ứng tự phát, cái bản năng tự phát đã được giáo dưỡng từ môi trường gia đình nhà mình mang ứng xử với người bạn đời của mình và bắt đầu gây cái tổn thương nó nặng nề thêm dần. Và giai đoạn 3 này, cái tổn thương này nó không được giải quyết thì bắt đầu nó bước sang giai đoạn thứ tư. Bước sang giai đoạn thứ tư, nó là chuyển tiếp của cái giai đoạn bắt đầu là tổn thương, bảo mãi không nghe, thì bắt đầu bước sang giai đoạn thứ tư, đó là giai đoạn kháng cự. Giai đoạn thứ tư là giai đoạn kháng cự. Ở giai đoạn kháng cự này, tức là chúng ta đã có một giai đoạn 3, nói không ai nghe, nói không ai chịu. Và đến giai đoạn này thì hai bên bắt đầu là thôi nhá, bây giờ thế này này, tôi nói anh không nghe, anh nói em không nghe, hay là tôi với cô với lại thế này, chúng ta bắt đầu xưng ở cái đoạn đấy rồi. Thì việc cô làm nhé, việc tôi làm, việc anh làm nhé, việc tôi làm, và đừng động đến cái việc của nhau nữa. Như thế cho nó nhẹ người, như thế thì cho cái nhà này nó đỡ phải cãi nhau lắm chuyện. Tức là ở cái giai đoạn này thì bắt đầu là bao nhiêu những cái lời cay đắng, bao nhiêu những cái lời mà chỉ trích nặng nề, rồi những cái lời mà gọi là chọc máy bắt đầu được mang ra để chọc máy vào nhau và làm cho cái thái độ kháng cự nó càng mạnh. Một bên thì nỗ lực chứng minh rằng đấy nhá, cô chống mắt lên để tôi nhìn cho cô xem này, rồi một bên thì nó nói rằng là đây, tôi sẽ dương mắt lên để tôi nhìn xem anh làm được cái trò trống gì ở cái nhà này. Thế thì nếu mà thắng lợi thì bên này thì vẫn cứ bảo thủ rằng mình là rồi được xem được 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 mấy lần nào, cứ thử một lần nữa xem được mấy lần mà cứ ra oai, chưa gì đã chém gió, chưa gì đã ta đây. Thế còn người bên này thì mình đã làm như vậy rồi mà vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề à, được rồi chống mắt ra đây, thế rồi thì lại thất bát, lại thua lỗ, và bắt đầu là trong cái nỗi cay đắng mà trở về nhà này thì bắt đầu người phía bên kia thấy chưa, tưởng giỏi giang lắm à, đấy bây giờ trắng mắt ra chưa, không nghe lời vợ hay không nghe lời chồng, bây giờ trắng mắt ra chưa, đau đớn chưa, bây giờ tiền mất hết thế này bây giờ làm thế nào. Và bắt đầu là lúc này thì cái sự kháng cự nó mạnh lên rất mạnh rồi, không nói với nhau nữa, thế là việc ai người đó làm. Có hỏi nhau những việc cực kỳ quan trọng thôi, nhưng mà cuối cùng là việc ai vẫn người đó làm. Đó là cái giai đoạn kháng cự. Cái giai đoạn kháng cự này này, việc anh làm, việc tôi làm, chúng ta không nhận được những cái kết nối với nhau nữa, không khí gia đình thì nặng nề vô cùng. Và ở giai đoạn này thì anh chị chúng ta nhớ rằng là có nhớ về cái gia cảnh mà chúng ta như này, ra đường chúng ta hay nói rằng ôi giời, ông nhà này thì không thể nói được rồi, chúng tôi không hợp nhau, chúng tôi không hợp nhau, cứ ngồi được cứ chỉ có ba câu là đã cãi nhau rồi, hai câu là đã cãi nhau rồi, chúng tôi bất đồng quan điểm kinh, không thể ngồi với nhau đâu, thôi cứ im đi cho nhà cửa nó im, chứ còn cứ động nói là đấy, đấy chúng ta đang ở cái giai đoạn thứ tư, giai đoạn kháng cự. Thế rồi cái giai đoạn kháng cự này cũng lại vì thiếu hiểu biết, không ai chịu đi hiểu vấn đề nó tại sao và từ đâu. Đó là cái phát triển bản thân thì chúng ta cũng vẫn sẽ bảo vệ cái tôi, mà như các bạn vừa nói, bảo vệ cái tôi của mình và sẵn sàng chống đối nhau, chống chọi nhau. Thế thì nó sẽ bước sang giai đoạn thứ năm, đó là giai đoạn ủ mưu. Ủ mưu là gì? Ủ mưu đấy là một cái giai đoạn mà mỗi người phòng thân thủ thế mình, để cho một cái giai đoạn mà nếu chuyện xấu xảy ra thì tôi cũng sống tốt. Tức là gì? Người vợ sẽ nghĩ rằng là được rồi, bây giờ thì cái tài chính nó chưa vững, thì tôi tích lũy tài chính một thời gian nữa thì tôi sẽ bỏ anh. Hoặc là gì?
à, con bây giờ nó đang còn nhỏ thì thôi cứ để cho nó vào đại học đi, chúng nó trưởng thành rồi thì tôi sẽ bỏ anh. Hay là gì, à, bố mẹ tôi còn sống, bây giờ tôi sống vì bố mẹ tôi thì tôi phải ở. Chứ còn nếu như bố mẹ tôi mà 2 năm 50 rồi thì tôi sẽ bỏ anh. À, chúng ta bắt đầu ủ mưu để tìm kế vào một cái thời điểm thích hợp là thoát thân. Đấy, giai đoạn thứ năm là ủ mưu để tính kế thoát thân. Hai bên đều như vậy. Và ở cái thế giới này thì hai người tuy sống chung một nhà nhưng mà hai cái gì, hai cái thiên hướng, hai cái tư duy và hai cái sắc thái tình cảm nó đã phóng ra ngoài mất rồi, không còn chung một cái gì nữa rồi. Người ở trên gác thì một người xuống gác, người bên kia xuống gác thì người kia lại lên gác, và như là không đội trời chung. Và giai đoạn này cũng không được giải quyết thì nó sẽ bước sang giai đoạn thứ sáu. Giai đoạn thứ sáu được gọi giai đoạn là ly thân ly dị, bởi vì ủ mưu rồi, đến cái thời điểm chín muồi rồi, không giải quyết được rồi thì phải sang ly thân ly dị. Ly thân ly dị, và ly thân ly dị ít thì 1 năm, lâu thì vài năm, và bắt đầu thấy trống trải. Bằng chứng là chúng ta mỗi một người là gà trống nuôi con, rồi gà mái nuôi con trong cái bối cảnh như vậy. Ngày lễ ngày Tết thì nhìn các gia đình người ta đủ đầy sum vầy, còn mình thì cứ cảnh gà trống gà mái nuôi con thế này thì cũng thấy cám cảnh. À, rồi dịp lễ dịp Tết nhìn chẳng biết các gia đình nhà khác có hạnh phúc hay không, nói cười cười thế nào đó, nhưng mình cứ mẹ quá con côi như này thì cũng có cái cám cảnh trong mình. Thì bắt đầu cái giai đoạn này nó bắt đầu đấu tranh rất là mạnh trong mỗi cá nhân, và sau đó thì bắt đầu mạnh dạn bước sang một giai đoạn mới. Bước sang giai đoạn thứ bảy là giai đoạn lạc lối. Giai đoạn lạc lối, giai đoạn lạc lối này thì nó có hai thiên hướng. À, một cái thiên hướng là yêu đi, thôi yêu để tìm một người nào đó cho nó. Bây giờ thì gọi là rổ giá cặp lại rồi thì quan trọng gì nữa. Thế là với cái tâm lý là thôi để lập một gia đình, tôi giàu sang cũng có một gia đình, hay cũng có một cái mong muốn rằng tìm cho mình một gia đình hạnh phúc, liệu có lại hay không. Thế nhưng cái tổn thương trong mình ấy, nó đã quá lớn, nó quá đau và không giải tỏa được ấy, thì yêu với một cái tâm trạng cảnh giác ghê gớm. Đó là gì, cứ một mắt nhắm vào để yêu, nhưng mắt kia thì lại còn mở ra để xem rằng là xem cái anh này có nó có tệ bằng cái anh khác kia, tệ bằng cái anh trước không, hay là đối với người đàn ông thì xem cái cô này nó có lừa dối rồi, nó có thật thà hay không hay thế nào đó. Hai bên cứ một mắt nhắm một mắt mở để yêu nhau, do vậy là chẳng có cái tình yêu nào nó bền cả, và nhìn nhau nó đầy khiếm khuyết, cho nên là chẳng chóng thì chày, cứ vài tháng thôi thì lại chia tay, vài tháng thôi chia tay. Hoặc là nếu có chịu mà thôi, bây giờ đã là đời thứ hai rồi thì phải cắn răng mà chịu thôi, chứ bây giờ mà lại phá vỡ nữa thì mình đúng là người không ra gì, xã hội nó nhìn mình không ra gì. Thì đấy là cái người mà thôi cứ yêu đi, đời ra thì phải như vậy. À, có một cái thiên hướng thứ hai, đó là thiên hướng thủ giới. Thủ giới nghĩa là gì? Nghĩa là nhìn người con gái thì nhìn cái giới bên kia là gì? Đàn ông thì ai cũng khốn nạn, ai cũng đều giả như nhau. Thế còn người đàn ông thì lại nhìn được, cô nào cũng như nhau, cô nào cũng giả dối, cô nào cũng như vậy thôi. Nó có hai cái trạng thái lúc đấy, nhìn vào nhau thủ giới. Cái gì? Cái thủ giới là không phải cứ ra ngoài kia là nhìn nhau một cách thù ghét, mà cái thủ giới là gì? À, rất nhiều người nói là tôi chẳng nghĩ đến việc đấy nữa rồi, chẳng bao giờ nghĩ đến việc đấy. Đấy là thủ giới. Đấy là thủ giới. Không cho người khác tiếp cận mình, đấy là thủ giới. Và chẳng người ngoài, ở ngoài thì cứ cố gắng nói rằng là gì? Mình chẳng quan tâm cái chuyện đấy, là sống như vậy cho nó vui. Thực sự có vui hay không thì chỉ người đó mới biết. Thì đấy là bảy cái giai đoạn tiến trình của quá trình hạnh phúc. Và nếu như chúng ta cứ không chịu phát triển bản thân để hiểu rằng những cái cung bậc đấy nó xảy ra do sao, chúng ta không chịu phát triển bản thân để có thể hiểu mình, hiểu người, để có thể nhìn rõ thấu đáo bằng nhiều góc nhìn về bản chất một sự kiện hiện tượng trong cuộc sống, thì chúng ta cứ đi theo cái tiến trình đó thôi, theo tiến trình đó. Và phần lớn gia đình thì cứ ngậm bồ hòn làm ngọt, ngậm bồ hòn làm ngọt. Và tôi tin rằng khi tôi chia sẻ với các bạn, các anh chị ở đây bảy cái giai đoạn hạnh phúc, thì tôi biết rằng các anh chị chúng ta đang lắp mình vào giai đoạn nào rồi, lắp vào giai đoạn nào rồi. Và đối với NLP thì ngay kể cả vào cái giai đoạn thứ thứ năm là giai đoạn ủ mưu rồi,
Và NLP thì có những cái phiên coaching gọi là ba vị trí nhận thức hay là những cái module để khiến chúng ta hiểu mình hiểu người, thì hóa giải những chuyện này vô cùng đơn giản, vô cùng đơn giản, và thậm chí đưa lại hai người đó quay lại tình yêu như ban đầu, nó gọi là chiến lược yêu. Sau khi chúng ta dỡ bỏ hoàn toàn những cái hiểu lầm, những cái sơ suất sai sót của mình thì đưa lại hai người, đưa lại hai vợ chồng đó quay trở lại như thời kỳ tuần trăng mật, thì đó là cái khoa học của NLP. Có những cái phiên coaching, có những module coaching là như vậy. Cho nên NLP mới là khoa học được coi là gì? Là công cụ thay đổi con người mạnh mẽ nhất trên hành tinh này. Đó. Vừa rồi thì tôi đã chia sẻ với các anh chị chúng ta 7 giai đoạn hạnh phúc. 7 giai đoạn hạnh phúc. Và bây giờ thì tôi muốn xem lại những feedback, những phản hồi của các anh chị rồi. Hãy comment lại tôi nếu như anh chị muốn làm rõ điều gì đó. Nếu như chị muốn rằng là có thể tham khảo, chúng ta cùng chia sẻ mổ xẻ vấn đề gì đó cho nó rõ ràng hơn nhé. Cảm ơn chị Loan, chị đã nốt lại rất là rõ ràng cho tất cả anh chị em chúng ta. Đó. Ok. Coi như là phần vừa rồi thì chúng ta chỉ có lắng nghe thôi. Và bây giờ thì tôi muốn những phần chia sẻ của các anh chị. Các anh chị chúng ta đã biết rằng gia đình mình đã được đặt vào giai đoạn nào rồi. Và như vậy thì trong số các anh chị ở đây có ai muốn hóa giải vấn đề này để đưa lại cuộc sống của các anh chị chúng ta tối thiểu là về cái giai đoạn bạn cùng phòng, nếu không thì tốt nhất là giai đoạn về tuần trăng mật không? Và khoa học NLP thì làm hoàn toàn dễ dàng để làm cái việc này. Tôi nhớ là trong trong một cái chương trình NLP Master là chương trình cấp độ 2 của khoa học NLP. Trước khi tôi làm chiến lược yêu, tôi làm cái huấn luyện cái module chiến lược yêu cho một bạn, trong một bạn. Bạn đấy thì chuẩn bị sinh con thứ hai. Thời sự cũng có cái mâu thuẫn. Thế sau đó thì bạn ấy xung phong là làm để giải tỏa. Thế thì trước khi làm thì tôi đã nói rõ rồi. Sau khi làm module này, tôi huấn luyện em ở module này thì hãy cam kết với tôi rằng là hãy ở lại học cho nó hết khóa học này, được không? Bạn ấy gật đầu. Và thế sau đó thì tôi làm xong cái module đó thì bạn ấy gãi đầu gãi tai và anh ơi cho em về nhà. Và sao thế? Tôi bảo em nhớ quá rồi, em không chịu nổi nữa rồi. Và cả lớp thì cười ầm lên cái chuyện đấy. Thế là tôi mới trêu bảo ố hứa rồi cơ mà, hứa rồi. Thế sau đó thì bạn ấy cũng gượng gượng cười. Thế sau đó thì bạn ấy bảo là gần như là hai người đã nói chuyện, gọi điện thoại nói chuyện gần như cả đêm. Sao? Thì bạn ấy bắt đầu ở lại để học tiếp. Nhưng đấy là một cái minh chứng cho thấy rằng là khoa học NLP đã hóa giải và đã đưa lại con người ta như thế nào. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng những cái mâu thuẫn, những cái xung đột trong gia đình nổ ra hoàn toàn do những cái sai lầm, những cái hiểu biết hạn chế của chúng ta mà thôi. Tự chúng ta đẩy lên, tự chúng ta bày ra cái tấn bi kịch đó, tự chúng ta bày ra tấn bi kịch đó, rồi tự chúng ta lại tìm cách giải quyết trong cái sự thiếu hiểu biết của mình, trong cái hạn chế hiểu biết của mình về hiểu biết về đời sống vợ chồng, hiểu biết về tâm lý giới tính, hiểu biết về con người, hiểu biết về quy luật. Cho nên là càng vùng vẫy, càng yêu theo cái cách của mình, càng hóa giải theo cái cách của mình thì càng làm cho cái chuyện nó trầm trọng hơn. Các bạn có thấy một điều rằng chính chúng ta đã phản bội lại niềm tin của mình không? Chính chúng ta đã phản bội lại niềm tin của mình để chúng ta đẩy cái bi kịch hôn nhân đến vào các giai đoạn của hạnh phúc 4, 5, 6, 7. Thế này nhé. Ở cái giai đoạn thứ tư, thứ năm thì rất nhiều người ra ngoài đã nói rằng là tôi không thể hợp được với vợ hay với chồng mình nữa rồi. Không thể sống được nữa rồi. Vậy thì chúng ta hãy quay ngược lại cái giai đoạn hai người bắt đầu gặp nhau đi. Hãy quay lại xem nào. Ở cái lần gặp gỡ đầu tiên đó, khi một người đánh ánh mắt sang một người, khi một người va chạm với một người, khi một người có một cái xúc cảm với một cái hành động tốt của một người, thì thời điểm đó có ai ép các bạn rằng phải quen với người kia không? Hoặc là nếu người kia có quay lại làm quen, bắt chuyện thì cấm không được nói không? Không. Chúng ta đã tự động hào hứng để kết nối với nhau. Rồi tiếp theo.
khi một người con trai bắt đầu xin điện thoại của một người con gái để liên lạc, thế thì có ai ép người con trai là phải xin điện thoại của người con gái này không? Cũng không. Có ai ép người con gái này là người con trai này mà xin điện thoại, xin số điện thoại là phải cho, không cho thì trong trận đó. Có bị ép như vậy không? Cũng không. Chúng ta đều tự nguyện. Bởi vì chúng ta thấy một điều hay ho ở nhau, cảm hứng với nhau, và chúng ta sẵn sàng mở lòng. Thế rồi sau đó này, về nhà bắt đầu nhắn tin. Thế thì có ai ép bạn rằng là khi người kia nhắn tin đến thì mình phải đáp lời một cách lãng mạn không? Không. Cũng lại tự bên này hào hứng nhắn bên kia hào hứng nhắn bên này, dùng những cái lời lẽ rất là đẹp, rất là quan tâm, rất là thương yêu để nói chuyện với nhau. Và cái cảm xúc nó cứ tăng lên như vậy đấy. Thế rồi đến khi người kia chuyện bắt đầu nó gần chín muồi thì bắt đầu mở lời là mời đi chơi. Vậy khi bắt đầu mời đi chơi cái buổi đầu tiên đấy, có ai ép rằng là nếu bên kia mà có lời mời thì bạn phải không được chối từ phải đi không? Cũng không. Cũng lại tự bên này hào hứng nhận lời ngay lập tức và hào hứng với chuyến đi này, bằng chứng là chuẩn bị mình rất là kỹ, chuẩn bị mình rất là kỹ để cho mình xinh đẹp, để cho mình đàn ông, để cho mình đàn bà, nữ tính, để đến với nhau, để hấp dẫn nhau. Thế rồi thì gặp nhau thì bắt đầu là dùng những cái ngôn từ đẹp đẽ nhất, dùng những cái phong cách sang trọng nhất, lịch lãm nhất để ứng danh ứng xử với nhau. Những cái gì thuộc về bản chất gốc gác thì giấu tiệt đi. Mà thậm chí cái lúc đấy người ta gọi là cái giai đoạn gọi là mù màu, đến cái mức mà người hai bên đã thổ lộ những cái câu gì đó mà nghe lúc đấy cứ vẫn cả hay, vẫn hay và cho rằng là vẫn tuyệt vời, và cứ thế là cứ yêu thôi. Vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy này, thế thì tại sao cái giai đoạn đấy người nói thì lại có người nghe hào hứng như vậy? Cứ người này nói thì người kia tung hứng ủng hộ nhau và lắng nghe nhau và mỉm cười, ánh mắt thì long lanh lên. Thế nhưng mà sau đến khi về nhà được một thời gian rồi thì hai người nói tranh nhau nói và hàng xóm phải nghe, chẳng ai chịu nghe ai nữa. Có thấy cái điều đó không anh chị? À, trước đây thì mời nhau là một tuần phải đi đâu đó, đi chơi, ngồi làm cái gì đó, đi xem phim rồi đi ra ngoài uống nước, đi ăn sáng, đi ăn tối gì đó. Thế rồi thì thành cuộc sống vợ chồng thì chẳng làm cái việc đó nữa. À, trước đây thì rất lịch lãm xuất hiện trước mặt nhau, rất là thơm tho, rất là sạch sẽ. Thì sau khi trở thành vợ chồng thì cái chuyện cầu thả nó bộc lộ ngay lập tức. Trước đây thì dùng những ngôn từ nó rất là lịch sự, thì sau này bắt đầu thành cuộc sống vợ chồng rồi thì những cái ngôn từ gì nó gọi là gốc gác thì bắt đầu tuôn ra. Trước đây thì ứng xử như một quý ông, như một quý bà, thì bây giờ là bắt đầu ứng xử. Cái ứng xử gọi là đất gốc nó mới lòi ra. Bằng việc gì? Bằng việc là không hài lòng với người bạn của mình, việc nọ việc kia. Và mặt mày làm mình làm mày, hay có những cái thái độ nó không đẹp. Thì đấy là toàn bộ những cái gọi là cá tính gốc. Cá tính gốc đã bị ảnh hưởng từ cái khi mình sinh ra, bị ảnh hưởng từ bố mẹ, từ những người xung quanh, từ cái vùng miền đó. Và nó đã trở thành cái giá trị của mỗi người rồi. Nó đã trở thành cái thói quen của mỗi người rồi. Nó đã trở thành cái lối ứng xử, cái thái độ, cảm xúc của mỗi người rồi. Họ không đổi. Không bao giờ thay đổi được. Nếu như không hiểu mình thì không bao giờ thay đổi được. Thế thì cái thời yêu nhau thì nó vẫn thế đấy chứ. Cái thời yêu nhau vẫn thế. Nhưng có điều là chúng ta đã không tỉnh táo để nhìn dẫn điều đó, hay đánh giá được điều đó, hay là chấp nhận cái điều đó. Để gì? Dần dần cùng vạch ra, cùng nói ra để cùng sửa. Và hầu hết thì im lặng, nuốt vào trong và tích lũy dần những cái sự không hài lòng, và nó xảy ra trong 7 giai đoạn. Đấy, mâu thuẫn gia đình nó như vậy. Ok. Vậy thì tất cả những vấn đề này nó có nghiêm trọng như chúng ta hiểu không? Không, chả có gì nghiêm trọng cả. Chả nghiêm trọng cả. Tôi cam kết với anh chị rằng cái điều mà chúng ta tưởng dường như là trời sụp đến nơi về cái gia đình này, cái điều mà chúng ta tưởng rằng là không thể cứu vãn nổi hôn nhân hay cái hạnh phúc gia đình mình, thì đối với tôi chỉ trong 1 tiếng đồng hồ thôi. 1 tiếng đồng hồ. Và nếu các chị dám dám để chúng ta coaching, dám để coaching để hóa giải vấn đề này bằng một phiên công khai như này,
có ai dám không ạ, để làm mẫu cho mọi người không ạ? À, tôi sẽ trực tiếp coaching cho mọi người và phát sóng trực tiếp thế này để các chị thấy thần kỳ, cái khoa học thần kỳ của NLP như thế nào, khoa học thần kỳ của NLP như thế nào. Và nếu một ai đó mạnh dạn làm gương, à, đã coi như là thôi lành làm gáo vỡ làm vôi rồi, nhưng bây giờ bắt đầu thử xem thực sự nó là cái gì. Thế thì khoa học NLP nó có một kỹ thuật gọi là ba vị trí nhận thức, nó rất là tuyệt vời, hóa giải được ngay lập tức và buông ngay lập tức. Rất nhiều người đã, tôi đã làm cho cái kỹ thuật này thì bản thân bây giờ cái mức độ mâu thuẫn của em với gia đình, mức độ mâu thuẫn giữa giữa bạn với lại chồng bạn, hay là bạn với lại vợ bạn, hay mâu thuẫn giữa bạn với lại mẹ chồng, hay là mâu thuẫn giữa bạn với lại em dâu rồi là chị chồng bao nhiêu, thì họ cho nói là 8 trên 10 hoặc là 10 trên 10, 9 trên 10, tức là cái mâu thuẫn nó cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng sau đó thì thực hiện cái kỹ thuật coaching này xong, thế thì họ buông hết hoàn toàn sau khi đã hiểu biết hết rồi. Và cuối cùng tôi hỏi lại rằng bây giờ cái mức độ cảm xúc tiêu cực như em nói là 8 trên 10, 9 trên 10, 10 trên 10 bây giờ là bao nhiêu? Và họ đều cho hết rằng ồ, bây giờ thì không còn gì nữa rồi, không còn gì nữa rồi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những hiểu biết sai lầm của chúng ta nó đã được hóa giải rồi. Bởi vì chúng ta có một cái xu hướng là chúng ta chỉ nhìn mọi việc theo cái cách hiểu của mình thôi, mà chúng ta không bao giờ đặt mình vào vế của người kia, và người kia cũng không bao giờ đặt vế của người này đang thắc mắc nhau như thế nào, và chúng ta không bao giờ giải thích cho nhau rõ ràng rành mạch về cái chuyện vô lý đấy là gì. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã ngấm ngầm tích lũy cái sự khó chịu nhau rồi, bây giờ không thể nào mà ngồi để giải thích được cho nhau nữa, mà chớm định giải thích thì bên kia càng giải thích thì dường như là bên kia càng sôi máu lên vậy. Và dường như là khi bên này mà giải thích mà xuống nước thì gần như là bên kia là muốn nổi tăng bành lên để cho hả giận bao lâu nay, hả giận bao lâu nay là tôi đã tích lũy cái điều này khủng khiếp lắm rồi. Và nếu như hôm nay anh hay chị nằm bẹp xuống để tôi có xả hết thì tôi còn nhẹ nhõm được. Còn nếu mà gân cổ cãi lên với nhau thì chuyện này là không xong đâu. Thế thì chúng ta toàn ứng xử với nhau theo cái cách đấy thôi. Tức là hai người đều muốn giải quyết vấn đề nhưng lại tìm mọi cách để kiểm soát nhau, tìm mọi cách để châm chọc cho nhau, thể hiện những cái thái độ không vừa lòng một cách cực kỳ nặng nề. Thế thì lại càng gây cho ức chế của phía bên kia, khiến bên kia càng nhìn như là một cái hình thù quái dị trước mặt mình khi trở về nhà vậy. Thế thì cái tấn bi kịch đấy nó cứ được đẩy lên mãi, đẩy lên mãi. Đấy là lý do mà 7 cái giai đoạn hạnh phúc này nó tiến đến kịch cùng. Còn nếu chúng ta vào cái giai đoạn bắt đầu thấy kháng cự rồi, chợt tỉnh ra rồi, thì hãy đi học phát triển bản thân. Từ trái tim tôi các bạn, hãy đi học phát triển bản thân thì các bạn mới bắt đầu hiểu mình là ai, người đó là ai, tại sao lại có cái cá tính như vậy, tại sao có thói quen như vậy, tại sao có cái lối ứng xử như vậy, và tại sao mình lại cũng lại như vậy. Và chỉ khi chúng ta hiểu rõ mọi ngành thì chúng ta sẽ không còn chấp nữa, mà chúng ta thì chúng ta nhìn cái điều đấy nó như một cái thứ thú vị, giống như cái ngày đầu yêu nhau ấy. Mình nhìn cái sự vô lý đấy với một cái cảm xúc thú vị hay hay. Thế còn cái người vợ người chồng mình ấy, nó vẫn thế mà, họ có học phát triển bản thân gì đâu, họ vẫn thế mà. Thì tại sao cái trước lúc yêu nhau thì lại đắm đuối vậy mà bây giờ thì lại bắt đầu nhìn nhau như là mặt trăng mặt trời vậy? Hở nói ra là gì, à, tôi với ông ấy hay là gì, họ chồng nó không hợp nhau đâu, cứ ngồi là cãi nhau, thế là sao vậy? Thế và cái hậu quả mà chúng ta không biết được rằng là khi hai vợ chồng trẻ mà đã gặp xung đột như vậy rồi thì con cái nó sẽ là phiên bản của chúng ta, con cái nó sẽ là phiên bản của sự xung đột đó, và nó sẽ tiếp tục thể hiện cái phiên bản này ra cuộc đời của nó. Giống như chúng ta hiện nay, nếu như mâu thuẫn đang nghiêm trọng như vậy, chúng ta có cái tính nóng, chúng ta có cái cố chấp, chúng ta có cái nhỏ nhen, chúng ta có cái ích kỷ, chúng ta có cái cục bộ như vậy, đó không khác gì chúng ta chính là phiên bản của bố mẹ mình đã mang toàn bộ cái phiên bản đó ứng xử vào tại cuộc đời chúng ta luôn. Các bạn có nhận ra được điều đó không, và có hiểu sâu sắc được điều này không? Cho nên trong nhiều livestream của tôi mới nói rằng gì, nếu các bạn không sở hữu được khoa học NLP thì chưa bao giờ các bạn chúng ta hiểu được mình đâu, chưa bao giờ. Mà chưa hiểu mình, đến mình còn không hiểu thì làm sao có thể hiểu được người khác? Và nếu như không hiểu thì chúng ta sẽ ứng xử sai,
Nghĩa là gì? Một câu hỏi sai, một câu hỏi sai thì sẽ cho một kết quả sai. Hoặc là gì? Một câu trả lời đúng cho một câu hỏi sai thì cũng vẫn là sai. Chỉ chừng nào chúng ta nhận rõ được vấn đề, biết đâu là phải, biết đâu là trái, biết cái gì là quy luật, biết cái gì là ảnh hưởng từ đâu, làm cách nào để có thể chấp nhận hay là hóa giải nó, giải quyết nó, thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu đi ngược lại cái tiến trình đó. Đi đẩy ngược lại tiến trình, từ cái tiến trình 5 ủ mưu quay lại, lộn ngược dòng ngay lập tức quay về cái tiến trình là thời điểm trăng mật hay là bạn cùng phòng. Ở đây rồi, tôi đã nhìn thấy các bạn đây rồi. Thầy ơi, coaching ngay bây giờ ạ. Rồi. Khoa học này cực kỳ kỳ diệu. Ở đây có bạn là Ninh Thủy. Bạn nói rằng đúng như vậy, em đã chứng kiến nhiều từ lớp học rồi ạ. Đấy, cái kỹ thuật này nó sẽ diễn ra và các bạn được sở hữu nó ngay tại khóa học đầu tiên cấp độ 1, tức là NLP Practitioner, nhà thực hành lập trình ngôn ngữ tư duy. Cái khóa học mà liên tục trên Facebook của tôi huấn luyện từ Hà Nội, Sài Gòn, Hà Nội, Sài Gòn, Hà Nội, Sài Gòn, Hà Nội, Sài Gòn liên tục các tháng. Và tôi liên tục live stream, rồi liên tục có những cái lời mà cảm nhận của các học viên về những khóa học. Nhưng mà dường như thì rất ít người để ý được cái điều này, cảm nhận được cái điều này. Và chúng ta cứ đứng bên ngoài và nhìn nó như một cái thứ gì gọi là PR, như là một cái thứ gì là PR để thu hút học viên hay gì đó. Nó như vậy các bạn ạ. Và tôi sẵn sàng, nếu như thực sự là bạn nào đang có vấn đề về, đang bước vào cái giai đoạn nào mà thấy bắt đầu có vẻ nghiêm trọng rồi đấy, hay là bắt đầu bước vào giai đoạn tổn thương. Giai đoạn tổn thương là cái giai đoạn mà bắt đầu ngấm ngầm hai người không hài lòng với nhau rồi đấy, thì trái tim tôi mong muốn rằng các bạn hãy gì, học hiểu để đảo lại quá trình ngay lập tức. Nếu không thì cái tiến trình 7 bước đấy nó sẽ xảy ra với các bạn. Và nếu nó không xảy ra đến bước 6, bước 7 thì cả cuộc đời này các bạn sẽ ngấm ngầm phải sống trong cái bước 4, bước 5, đó là cái bước kháng cự và cái bước ủ mưu mà không thoát ra được, không hóa giải, không quay lại được. Thì đấy là cái tấn bi kịch của cuộc đời mình khi mà chúng ta bước chân vào cái cuộc sống gia đình. Rồi, tôi sẵn sàng coaching cho các bạn. Và các bạn sẽ comment đến tôi và tôi sẽ sắp xếp lịch để các bạn đến văn phòng. Và nếu như, đúng rồi, tôi vẫn còn thời gian thứ bảy chủ nhật này thì có một cái khóa huấn luyện là đột phá mục tiêu rồi. Thế thì tôi vẫn còn từ thời gian từ nay đến thứ năm, và từ thứ hai tuần sau cho đến thứ năm vẫn còn thời gian ban ngày để sẵn sàng coaching cho các bạn. Và tôi chỉ có một yêu cầu, các bạn đến coaching thì tôi sẵn sàng coaching miễn phí, sẵn sàng coaching miễn phí cho các bạn. Và chỉ mong muốn rằng các bạn tại phiên coaching đó thì chúng ta sẽ có một cái đoạn video ngắn rằng là chúng ta sẽ hỏi nhau chuyện. Thế và phiên coaching thì nó không được quay, nhưng sau đó cái hóa giải của bạn ấy, thì các bạn sẽ chia sẻ lại cái cảm xúc của bạn sau khi được hóa giải vấn đề nó như thế nào. Thì để chúng ta gì, lan tỏa những điều tuyệt vời này ra cuộc sống, để giúp được nhiều người, giúp được nhiều người hóa giải những cái mâu thuẫn nghiêm trọng trong cuộc sống gia đình, để chúng ta, cái việc làm của chúng ta nhằm giúp cho mọi người cải thiện lại cái cuộc sống, để tránh đi cái nguy cơ đổ vỡ. Và ai chịu hậu quả trong những điều này? Đó là bố mẹ chúng ta, đó là những đứa con, những đứa trẻ thơ mà chúng ta sinh ra. Và nếu chúng ta không giải quyết mà cứ âm thầm cả hai bên đều nén chịu ấy, thì chúng ta đang tạo ra một phiên bản, tạo ra một phiên bản nữa, và cuộc đời chúng nó sẽ tiếp tục cái kịch bản của bố mẹ đã từng xảy ra với nhau. Các bạn cứ ngẫm đi, các bạn cứ ngẫm. Có phải là cái thứ gì, có phải là cái thứ ứng xử của mình, cái không khí của mình cũng là cái không khí của truyền thống gia đình mình không? Nó đúng như vậy đấy. Bạn Minh Đức, em xin anh giải thích từ ủ mưu giúp anh lại được không ạ? Ủ mưu là thế này. Ủ mưu tức là ta chuẩn bị một cái kế hoạch, ta chuẩn bị một cái kế hoạch để cho cái giai đoạn mà nếu xảy ra hai chuyện là ly thân và ly dị thì cái cuộc sống nó không bị khủng hoảng. Khủng hoảng về tài chính, chủ yếu là không bị khủng hoảng về tài chính, hoặc là không bị khủng hoảng về cái nỗi đau cho những người thân yêu xung quanh. Ví dụ như là ủ mưu tức là chờ đợi, chờ đợi, chuẩn bị những cái nền tảng, những cái cơ sở để chờ đợi một cái thời điểm mà nếu như chuyện xấu xảy ra. Ví dụ như là ủ mưu chờ đợi để bố mẹ 250, tức là bố mẹ khuất núi ấy, thì sẽ bỏ nhau.
ủ mưu như là chuẩn bị tài chính cho nó đủ một chút, mà bây giờ nếu mà chia tay ngay lúc này thì tài chính nó chưa đủ thì sẽ khiến cuộc sống nó sẽ bị khủng hoảng, thì phải ủ mưu cho tài chính đủ. Hoặc là có những lợi thứ cấp nào đó trong gia đình mà chưa rõ ràng, chưa chia chắc được ấy, thì phải chia chắc cho nó xong đi, chuẩn bị cho xong đi để chia tay nó không bị thiệt thòi về mặt tài chính, nó không bị thiệt thòi về bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống. Thì đấy gọi là giai đoạn cứ ủ mưu, âm thầm ủ mưu. Thế và tôi được nghe không ít trường hợp rồi, không ít trường hợp họ ủ mưu, và tôi đã thực tế đã nghe một trường hợp rồi, người ta ủ mưu đến 12, 13 năm, 12, 13 năm, thế sau đó đúng cái thời điểm đó thì người ta bắt đầu tuyên bố chia tay, và người ta nói thẳng rằng đã ủ mưu lâu lắm rồi, việc này đã nín nhịn lâu lắm rồi, và bây giờ bắt đầu mới đến thời điểm phải xảy ra. Đến giai đoạn ủ mưu thì nó sẽ bước sang giai đoạn tiếp theo. Đó, đó là giai đoạn ủ mưu. Nếu như các bạn đang theo dõi livestream này và thấy rằng gia đình của mình đang bước vào một cái giai đoạn bất kể nào trong mấy cái giai đoạn phía trên ấy, nó chưa đến cái giai đoạn là thứ sáu là ly thân ly dị, và giai đoạn thứ bảy, dù bất cứ giai đoạn nào thì chúng ta cũng đều cần phải thấu hiểu được mình. Và trái tim tôi mong muốn rằng là các bạn, chúng ta hiện diện trong cuộc sống này vì cái gì vậy? Vì cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Vì cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Nhưng mà ta có thể thiết kế được cuộc sống viên mãn hạnh phúc được hay không khi mà chính ta không hiểu ta. Chính mình không hiểu mình, chứ chưa nói đến là chính mình không hiểu người khác. Cho nên tôi vẫn cứ thích nhắc đi nhắc lại một câu là nếu chưa có NLP thì chúng ta sẽ bị thế giới điều khiển. Thế giới điều khiển mình. Chỉ khi có tôi xin lỗi. Chỉ khi có NLP rồi thì chúng ta mới chủ động điều khiển lại thế giới. Đó là những cái gì xảy ra xung quanh chúng ta đã biết được bản chất nó là cái gì và vì sao nó đến và cách hóa giải nó, cách giải quyết nó như thế nào. Cho nên chúng ta làm chủ thế giới là như vậy đấy. Thế thì chỉ đơn giản là một cái khía cạnh nhỏ thôi, đó là đời sống quan hệ trong hạnh phúc gia đình. Trong khi NLP thì giải quyết 6 cái khía cạnh đời sống gia đình. Đó là giải quyết cho chúng ta cả sức khỏe. Vì sao có thể giải quyết được sức khỏe? Bởi vì khi chúng ta an nhiên chủ động với mọi chuyện thì cái sức khỏe chúng ta sẽ gia tăng. Thế còn nếu mà chúng ta cứ càng ngày càng u sầu, càng phẫn uất, sống trong sự phẫn uất thì chẳng chóng thì chày, cái sức khỏe cũng sẽ suy sụp. Thế rồi NLP lại giúp chúng ta cải thiện về vấn đề kinh doanh, cải thiện vấn đề tài chính. NLP giúp chúng ta gì? Tự tin trong mối quan hệ, thể hiện quan hệ, tức là trở thành bậc thầy của kết nối, giao tiếp và gây ảnh hưởng. Rồi NLP giúp chúng ta gia tăng nhanh hơn trong cái tiến trình phát triển bản thân, bởi vì NLP là khoa học gốc, khoa học huấn luyện bộ não, mà tất cả cuộc đời chúng ta là xuất phát từ bộ não này. Được. Rồi NLP giúp chúng ta hưởng thụ cuộc sống này viên mãn hơn bằng việc là chúng ta hiểu quy luật của cuộc sống này, quy luật của vũ trụ, quy luật của con người, quy luật của vạn vật. Ok, vậy thì ngày hôm nay tôi đã chia sẻ với các bạn là 7 cái giai đoạn hạnh phúc và cái cách nào để chúng ta có thể hóa giải. Tôi không thể nào nói với các bạn rằng các bạn sẽ hóa giải bằng cách này, bằng cách này, bằng cách này, bởi vì tôi tin chắc rằng nếu không dùng những kỹ thuật của NLP để nhổ tận gốc rễ vấn đề, để giúp các bạn có thể hiểu thấu đáo vấn đề, thì không bao giờ các bạn có thể hết được đâu. Bằng chứng là tôi tin rằng rất nhiều người chúng ta cũng đã đi tìm lời giải ở đâu đó, đi tìm lời khuyên từ đâu đó, đang học những cái thứ gì đó, hay là thiền, hay là làm tâm an, hay là làm bất cứ thứ gì đó, nhưng mà vẫn chưa giải quyết được. Chưa giải quyết được. Vì sao vậy? Vì tất cả những cái gì mà chúng ta làm ở bên ngoài để chúng ta nhận thức được nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó chỉ là cái trạng thái nhận thức thôi. Trong khi những cái tích lũy về tổn thương, những tích lũy về kháng cự, những cái đau đớn, những cái phẫn uất đó, nó là những cái kết luận của bạn, nó nằm trong cấp độ tiềm thức. Và nó nằm ở đây rồi thì nó sẽ truyền thông với bạn. Bình thường thì không sao, nhưng bắt đầu gặp cái trường hợp, gặp cái hoàn cảnh là nó bắt đầu bùng lên để truyền thông với bạn, thì đấy là những cái lúc mà bạn cảm thấy cái thất vọng đến tột cùng, cái sự cáu giận đến tột cùng, rồi cái sự uất hận đến tột cùng, và bạn không thể nào kiểm soát được cái lúc đấy. Thế và như vậy thì
cả hai bên bắt đầu càng đổ dầu vào lửa, làm cho cái xung đột nó trầm trọng hơn. Nó trầm trọng hơn. Thế thì để giải quyết vấn đề này, chúng ta phải dùng được kỹ thuật NLP nhổ tận gốc vấn đề. Nhổ tận gốc vấn đề. Và khi nhổ hết gốc ra rồi thì nó sẽ không còn cái kết nối nữa, thì vấn đề nó hoàn toàn biến mất. Vậy ngày hôm nay tôi có tư vấn cho một khách hàng đến với văn phòng của tôi rằng là tôi sẽ coaching cho bạn và bạn sẽ hóa giải được vấn đề này về không và không còn gì nữa. Nhưng tôi thì tôi mong muốn bạn rằng cuộc sống này có rất nhiều vấn đề. Bởi vì bạn hóa giải được vấn đề này thôi, nhưng về thì nhiều vấn đề khác cuộc sống của bạn, ví dụ như sự nghiệp, vấn đề kinh doanh, vấn đề mối quan hệ, rồi vấn đề người chồng của bạn hay người vợ của bạn, bạn không đủ cái năng lực hiểu biết để có thể thay đổi mình rồi bắt đầu mới thay đổi được người khác, mà bạn chỉ có thể thay đổi được một cái sự vụ sự việc này thôi. Tức là trong 100 vấn đề mà bạn chỉ giải quyết được có một vài ba vấn đề, thì sau đó rồi thì nó lại tràn xuống và nó lại bạn lại không kiểm soát nổi. Bạn không có đủ những cái hiểu biết sâu sắc về con người, về sự vận động trong cuộc sống gia đình. Bạn không có sở hữu những công cụ kỹ thuật thực sự để bạn hóa giải vấn đề, giải quyết vấn đề. Thì khi nó đến, bạn lại là người chịu trận, bạn lại là nạn nhân. Và cái thứ trong người của bạn bắt đầu nó lại bùng lên và đâu lại về đó. Cho nên là gì? Cách tốt nhất là các bạn hãy tham gia một khóa học phát triển bản thân. Tôi nói với tư cách không phải thu hút để khuyến dụ các bạn rằng phải học một khóa NLP. Tôi nói với tư cách là cách tốt nhất để cứu vớt cuộc đời các bạn, để phát triển thịnh vượng cuộc đời các bạn, thì phải tham gia một khóa học NLP, tối thiểu là NLP Practitioner, để bạn hiểu được mọi thứ và rút kinh nghiệm rằng trong khóa tới, ngày nào tôi cũng sẽ live stream cái cảm nhận của mỗi một học viên chúng tôi rằng ngày hôm nay bạn nhận được điều gì, bạn thấy được điều gì và bạn giải quyết được điều gì, để các bạn có thể thấy được điều này, thấy rõ ràng rằng khoa học NLP, đặc biệt là tại cái khóa huấn luyện của tôi, nó tạo ra cái sự vi diệu như thế nào. Mà trong khóa học vừa rồi tại Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi đã đăng tải rất nhiều cái cảm nhận của học viên trong lớp, thì có thể các bạn sẽ nghe như một cái thứ gì đó của một người chia sẻ mà chưa cảm nhận sâu sắc cái điều này, chưa cảm nhận sâu sắc điều này. Thế thì hôm nay tôi muốn nói sâu thêm vào điều đấy. Và các bạn nếu như còn một cái điều gì đó băn khoăn, còn một cái điều gì đó còn chưa tin tưởng vào cái điều này, thì hãy bám sát trong cái tuần, hai tuần tiếp theo. Tuần tới này thì chưa phải, nhưng hai tuần tiếp theo nữa thì ngày nào tôi cũng sẽ live stream tại Facebook của mình, để các bạn có thể chứng kiến được những cái thay đổi kỳ diệu thế nào khi các học viên bắt đầu bước từ ngày đầu cho đến ngày thứ 6. Mà cái khóa học đó tôi gọi khóa học là NLP Practitioner, với có tên là gì? 6 ngày thiết kế lại tương lai của chính cuộc đời bạn.